rượu thì làm mau đi. Đang được sợ quá à? Sợ quá. Sợ gì? Mai bác sĩ vô ngày mày mấy giờ ta? Hảo, ngày mày ăn như điện giật mày. Con ăn không nuốt chị ạ, không nhai chị ạ. Mua hai ổ mà thăm một cái này một ổ. Có mua chật lắm mà. Phá tay ơi. Tao kêu ba mày chữ nghe. Được hơn. Ai biết, hỏi Hảo đây chứ hỏi vậy chi. Hảo ơi, có mày hiền trừ răng kìa. Lấy cái chồng qua làm đi. Mấy bạn không qua được tên. Mẹ không chịu về là à đợi nữa chứ. Hầu thảo đồ gì đó. Cái ông Chí qua làm kìa. Sáng nay nhìn cái màu ông Chí tắm mát luôn. Mấy hầu nhìn thấy đỏ lắm mà răng. Cái mụn chi mụn khó chịu vậy sao. Bà đứng bà nhìn đây là ta không biết khi mô là bà thấy được mụn luôn. Nhìn video luôn. Nắng chủng hơn. Sau này mình cũng ngồi đi mình nhìn xuống mà. Đẩy
Mụn câu nên cũng lì nữa chứ. Chờ hơi lâu. Đấy là mai đúng không? Ngày mấy giờ? Chưa đúng không? Để hỏi được chứ, chưa biết không? Bà đang rảnh hả? Em nghĩ ngày này thứ ba à, Hảo? Mà trước khi đi em phải gọi điện hoặc là cho Trang đồ để cho biết ngày thì bà này là bà tỉnh ha. Thì đó chị ngồi với chị Trang gì nhậu, chị Trang gì nói mà. Trang vừa mới về đó. Bà Trang là đi Sugana. Không, qua làm video. Video xong rồi bà làm cho đã vô rồi không bị chị đó, bị mắc. Bà làm mấy tiếng đồng hồ luôn. Làm trưa đến trời. Bà điên, bà nấu khùng, nấu điên luôn. Mặt bà đỏ luôn. Bà điên cái máy bà lắm rồi. Thiệt khổ. Uống lấy trời. Họ học thêm này nè. Bình thường là sao ngồi chỗ hay chạy nè. Gọi
Chí qua làm mâu để đi ăn đám cưới. Làm kiểu nhẹ thì nhẹ hơn ông Nam xí. Để vẫn khỏi bị thăm thôi. Sợ không biết cha làm thôi. Câu đó là nhắn tin, những kêu là chị đang chưa lên màu. Còn mình biểu ổng đi mua cái dưỡng hương nó đi mới bông ra thì vẫn còn hết canh ăn đó. Anh dưỡng em lên màu á. Chết cha rồi chị ơi, chị răng màu đỏ lên đi. Em làm đi đàn ông em chết được. Có phải kêu dừng dưỡng.